Rồi. Người to như cái tích mà lại trốn ở đấy mà người ta không nhìn thấy đấy. Bác ngáy ngáy mà em tưởng bác sặc nước bọt, bác đi rồi. Trời ơi chú gió ơi. Anh đang ngủ trưa ngon. Đang mơ một giấc mơ đẹp. Chú làm một phát anh giật cả mình luôn. Tắm ao cùng mấy con sen đúng không? Sao biết? Này. Đúng lúc cái đoạn đùi con sen trắng nỉ, anh vừa mới đưa tay vào một cái thì giật mình luôn. Bác thử quá. bác thử quá thế mà bác cái mà biết thì chết. Không có ở nhà thì mới nói to thế thôi. Nhưng mà này, dạ. Chú sang đây hỏi vay hay mượn hay là thưởng cái gì của anh rồi đấy? Bác lại nghĩ em nó lại tệ thế hay sao? Cái mặt em trông này mà lại tệ thế hay sao? Thì anh cứ phòng xa thế thôi. Phòng xa cái gì? Em không nghĩ bác tệ thế đâu. Hai anh em mình thỉnh thoảng lại cứ rủ nhau đi nhậu rồi mà cuối cùng thì bác lại nghĩ em sống như thế thì mà cũng sống được à? Nhắc tới nhậu, hôm bữa quán là Bà Béo ấy. Hôm đấy là đang ăn giữa chừng. Vợ gọi, anh phải về, không kịp trả tiền. Đấy nha. Chưa khảo mà đã sưng. Em có nói gì vấn đề là bác chuyên là người quỵt không trả tiền đâu. Ăn xong bao giờ cũng tìm lý do về trước. Em vẫn nghèo, nhưng em vẫn trả tiền cho bác đàng hoàng, em có ngại gì đâu. Hôm đấy nhỡ thôi. Hôm đấy nhỡ đúng không? Thế thì cách đấy 3 hôm thì là thế nào? Hôm mà nhậu thịt chó biết rồi. Ở chỗ cái con vẩu ấy thì... Thì... Hôm đấy là quên không mang tiền. Quên không mang tiền thì bác cứ nói với em là quên không mang tiền. Bác ăn xong bác lại bảo là bác buồn đi tiểu. Thế thì em cứ đợi bác rồi mà đợi đến nửa ngày thì không thấy bác đâu. Nhưng mà chính ra là không mang tiền. Thì bác cứ nói. Thế thôi, vụ đấy em bỏ qua. Thế còn vụ 10 rằm tháng trước thì thế nào? Hôm đấy... Tôi đang chuẩn bị đi lấy tiền ra trả. Thì bố vợ ốm. Đó. Phải chạy về ngay thăm luôn. Bố vợ ốm à? Ừ. Vợ mấy? Bố vợ của bác mất rồi cơ mà. Bà Bát. Bố vợ của ông anh. Bác nhiều lý do quá. Nhưng thôi, em bỏ qua hết nhé. Chỗ hàng xóm láng giềng nó là tình cảm là chính nhá. Hôm nay em qua đây em rủ bác đi. Bác có đi tiếp với em không? Đi tiếp à? Rồi. Đi đâu? Đi đâu nhớ mang tiền đi. Lại bận à? Không phải. Tiền vợ nó giữ. Thế đi không tiền có đi không? Không tiền. Nhưng mà có ăn thì đi. Ôi giời. Đi với em chỉ có nhậu thôi. Chỉ có là rượu thôi. Thế à? Thế bác có đi không? Có. Thế đi đâu? Đi đâu à? Ừ. Bác là dần chày. Đúng không? Ừ. Bác nổi tiếng về đánh hơi. Bác thử đánh hơi cho em xem trong này nó có cái gì. Nghe tiếng kêu rồi. Là cái gì nào? Kê. Kê. Đây, em cho bác xem này. Bác nhìn này. Này. Úi đời. Úi nồi ơi. Mà này. Bác nhìn này. Con này nó có cái màu nó đẹp không? Con... Bỗng dưng có màu trên đầu. Này. Dạ. Con gà này nhìn quen lắm. Quen là quen thế nào? Nhất là cái màu này này. Vâng. Chú nói cái màu. Anh mới nhìn cái màu thì mới thấy nó quen. Bác thấy cái màu này nó quen đúng không? Đúng rồi. Con gà nào nó cũng có cái màu nhé. Ừ. Cái màu nằm ở trên đầu. Chả nằm ở trên đầu, nằm ở đâu? Tự dưng nó thế, đã lâu lắm rồi. Đúng. Hôm nay em đến đây ngồi. À. Tí nữa nó sẽ vào nồi luôn ngay. Thơ hay quá. Hay quá. Thế nhưng mà chú gió này. Dạ. Anh thấy bộ lông con gà này... Cái màu sắc nó cũng quen quen lắm.
gà nào mà chẳng có lông. Mà con gà nào ấy, gà trống nào thì cái màu lông nó thấy đây nó cùng một giống. Bác biết con gà này ở đâu không? Không. Trời ơi, con gà này là gà của vợ em. À, của nhà chú à? Nhà em. Vợ em nó nuôi con gà này. Em bảo là khi nào nó lớn, nó to là để thịt vào ông công, ông táo. Đúng rồi. Nó tiếc. Nó bảo là không. Con gà này ngon, con gà này quý, là phải mang ra chợ bán, lấy tiền mua quần áo cho bọn trẻ con nó ăn Tết. Em bảo bà bị hâm à? Đúng là hâm thật. Nuôi được con gà, cái ngon mình phải thưởng thức. Đúng rồi, phải. Lại mang đi bán, rồi mua quần áo về, nó có phí không? Phí. Quần áo nó mặc vào người, nó có bổ, nó có béo được không? Đúng rồi. Không mặc quần áo này, thì mặc quần áo khác. Đúng. Ôi giời, Tết thì năm nào chả có. Đúng rồi. Con gà này nó chỉ có một thôi. Đúng không? Đấy. Cho nên em bảo, thịt nó dứt khoát nó không nghe. Thế là em cuỗm. Nó kỳ bo quá. Đúng rồi. Nó không thịt là em phải cuỗm. Em phải cuộm, nhưng con này nó to, một mình em ăn nó không ngon. Em nhớ ra bác này, nhớ ra bạn Diệu, cho nên em sang đây để tí nữa em và bác ra bờ sông bắt cái nồi lên luộc con này, luộc chín, xé nó ra, chấm với muối ớt, uống một chút rượu thì cứ gọi là để vào môi nó trôi xuống rốn. Mưa này, ở bờ sông ấy. Mà luộc ấy, mình phải mang nồi đi, lấy kích lắm. Ở bờ sông, mình chỉ bẻ mấy cành củi khô, mình bắc lên, mình nướng. Nhưng nó không bị ra nước, nó ngọt. Trời ơi, trông cái mặt bác thế mà khôn nhỉ. Đúng rồi, nướng mỏi. Nướng mỏi thì không mất đi đâu tí nào. Đúng rồi. Ta cứ cả lông ta nướng em, đúng rồi. Không? Nhưng mà, có rượu chưa? Ôi giời ơi. Rượu nhà em thì cứ ra giọt nào là hết giọt đấy. Em làm gì có nhiều điều kiện như bác. Em biết nhà bác có rượu ngon lắm. Đúng. Bác gái tẩm bổ cho bác cường dương tráng thận này. Cho nên em mang sang đây là để bác mang rượu đi, anh em mình cùng cốt. Con gà nhà bà, chúng mày ăn được con gà nhà bà, con vợ chúng mày cũng khóc thương mà chúng mày chết chứ. Chúng mày chết xong chúng mày. Con này láo quá. Con gà luôn. Tiếng con vợ em mà nó chửi là mẩy chay đứa nào ăn cắp gà của ông. Nó chửi mẩy chay nhà chú đấy. Nó chửi em mà. Con này láo thật. Tí nữa về cho một phát vỡ mồm. Không vỡ mồm. Em vả cho một phát ngược, răng môi lẫn lộn. Ui, mà thôi, bác nhanh lên. Nó mà sang đây mà nó nhìn thấy thì nó bắt mang về thì mình lại trượt miếng. Chúng bây giờ bờ sông trước đi nhá. Vâng, vâng. Tôi vào tôi lấy rượu. Vâng, vâng. Bác nhanh nhá. Đấy rồi. Rượu đây. Ui dồi ôi. Ui, bác ngửi thấy mùi thơm không? Mà chú, quả không hổ danh với tên gió. Vâng. Bắt gà nhanh như gió. Mà làm lông cũng nhanh như gió. Nướng cũng nhanh như gió. Ôi dồi ôi. Mà cái mùi thịt gà nướng cho nó quyến rũ thế nhỉ. Ôi rượu rồi, rượu quý. Rượu đấy, bác ngồi đi, bác ngồi đi. Em bác làm chén đã. Bác em. Thơm quá. Thơm chứ lại. Úi dồi ôi. Nào, em kính bác. Nào. Chúc bác sức khỏe. Chúc chú đúng với cái tên của chú, như gió. Dạ, cảm ơn bác. Chú thấy cái rượu này, cái tàng thuốc này, bà vợ tôi ngâm đấy. Úi dồi ôi. Uống vào nó chạy dần dần. Ý thấy chưa? Quá đã. Làm ly nữa nào. Vâng. Chín chưa? Dạ, tí nữa là chín rồi bác ạ. Đấy, để cho nó kỹ. Đây, bây giờ em... làm chén nữa đi nhỉ? Rượu ngon quá. Thảo nào. Bác cứ khỏe như hùm, như vòi. Chén này ta chúc mừng cho bữa gà ngon. Đấy, bác thấy không?
ngon thế này, thảo nào cái mụ vợ em nó xót ruột, nó chửi thốc mã lên nhà. Ây da, ây da, nóng đấy. Ây da, ây da, ngon thế. Ây da, đây. Cái gì? Em biếu bác cái này. Ây da, ui dồi. Ra rượu nha. Ui dồi, đây rồi. Ui dồi. Sao? Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Đây. Cho tôi cái đùi. Ấy, bác. Sao? Chết. Bây giờ ai lại người ta lại còn ăn đùi nữa. Đùi là cái gọi là hạ lưu người ta ăn. Chứ cái giới thượng lưu như bác người ta phải là ăn đầu. Các cụ có câu rồi. Nhất thổ. Nhì gì bác có biết không? Vĩ. Đấy. Mà bác biết vĩ là gì? Vĩ là cái đít gì? Ôi, ai nói là đít. Nó phải là phao câu. Đấy. Bác là bậc kỳ tài. Người đứng đầu cho nên phải xài đầu. Phải dùng đầu. Mà này, vì cái đầu ta làm chén rượu. Ôi đồi, chuẩn quá luôn. Mời bác, mời bác. Chú nó chuẩn bị cả muối rồi cả. Đáng đấy bác. Cái này mà chấm mà ăn thì là ngon lắm đấy. Vâng. Đúng rồi, chuẩn luôn. Bác chấm hơi mặn. Ấy, 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 ấy. Cái bác, gì? Bác đừng ăn như thế rồi, nó dung tục lắm. Thế ăn thế nào? Chả cho vào mồm nhai còn ăn kiểu gì? Không phải, em mới học được một cách ăn mới. Thế á? Ăn ấy, nó gọi là ẩm đúng không? Ừ. Ẩm thực đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà em mới học được một cách gọi là hít thực. Hít gì? Hít thực. Hít thực? Hít thực. Nghĩa là thế nào? Úi dồi, có nghĩa là trước khi mình ăn, mình phải đưa thức ăn lên mũi này này, mình ngửi này, để mình cảm nhận được cái hương vị của cái thức ăn. Nó đi qua cả đường mũi của mình, sau đó nó mới đi qua đường miệng của mình, nó mới xuống dạ dày, rồi lúc đấy mình mới ăn thì nó mới gọi là hòa quẹn mọi cái tinh tú của thức ăn để chui vào bụng mình. Rồi. Đấy. Giỏi thật đấy. Vâng. Cái này tôi phải bái phục chú. Vâng. Vì cái hít thực này. Ta lại làm lì nữa. Vâng. Mà hít thực nha bác nhá. Ừ. Hít càng lâu càng sâu thì nó lại càng giá trị. Ủa thế à? Vâng. Đấy, bác cứ thử mà xem. Nào, trước khi vâng. thử, ta vì cái hít thực. Vâng. Có phải như thế này không? Ngon. Đúng rồi. Ấy, bác hít thàm quá. Hít tức nó phải về. Cái mùi của cái tàn này nó vào. Bác thổi đi đã, bác thổi đi. Thổi đi. Hít này, hít này. Sâu vào. Thâu vào cảm nhận đi qua khoang miệng xuống cái dạ dày của mình. Nào bác, nào bác hít đi, bác hít đi, hít đi, hít đi, hít đi, đúng rồi. Nào, bác hít đi, hít đi, hít đi, hít đi, sâu vào, nào. Hít cái này hết rồi, bây giờ hít cái kia. Hít cái kia, nào hít cái kia, nào hít cái kia. Nào hít thì phải uống cái đã. Hay quá, nào. Nào, hít cái kia. Nào, hít 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 nào. Thở vào. Hít nào, hít nào, uống. Mà này, uống. Hít thế này, có bị no quá không? Ôi, bác hít ít thôi, đừng hít nhiều quá nó no nhá. Nó thật đấy. Uống. Uống. Đây. Nào, hít nào, hít nào, hít nào. Say rồi. Nào, hít nào, hít nào. Hít nào, hít nào, hít nhắm mắt vào, hít nào. Hít. Nào. Hít nào. Nào, uống. Thật. Uống. Này. Cái món hít gió của chú tôi thấy bái phục. Nào, bác ăn cái này. Đấy, bác sơi cái này. Đấy, bác lại hít cái này. Đấy, bác lại sơi cái đấy. Để em. Em hạ lưu là em cứ làm cái này.
Nhưng mà hết. Còn một tí nữa thôi là hết rượu rồi. Ngon ngon. Hết rồi. À, ngon mời bác, mời bác. Ngon mời bác. Ngon 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 ngon. Hết rồi. Ngon 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 ngon. Mời bác, mời bác, mời bác. Nào mời bác. Nào 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 nào. Hít đi 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 đi. Hít đảo, hít đảo, hít đảo. Hít đảo. Cái món hít thực này đúng là cao nhất. Đấy, bác ăn cái này cho nó sang trọng. Hít lại hít nữa. Nhưng mà no rồi. Ôi trời ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Tiến sĩ bố thế nào đang trộm gà nhà bà nhá. Ôi trời ơi. Bà trừ cho cả dòng tộc tông ti hoang hấp họ hàng nhà mày. Chết tổ, chết tông, chết ông, chết bà, chết cha, chết mẹ. Chết hết đi nhau. Ôi trời ơi, gà nhà bà là gà vàng, gà bạc. Gà đẻ trứng gà, gà đẻ trứng vàng cho bà luôn. Đấy, vợ em nữa vẫn chửi nhau. Chửi thôi. Kệ nó. Chửi, ăn lúc chửi này mất ngon. Ấy. Chú ngồi đây. Ấy, kẻ bác. Chú ngồi đây. Ôi đi, bác đã được miếng nào đâu? Hít no rồi. À, hít no rồi. Anh về. Vâng, bác về nhá. Về nhá. Trời ơi, mày ăn được một miếng gà nhà bà thì chúng mày cũng hóc nhá. Chúng mày hóc mà chúng mày ói, chúng mày chết luôn nhá. Mà cái xương đây nó dắt vào họng của chúng mày. Chúng mày không thể nào mà thở được. Ôi trời ơi, mà một khi chúng mày đã chết rồi, chúng mày... Thôi, mình chửi vừa thôi. Mình gửi nó có thơm không? Ôi, nó thơm lắm mình ơi. Ngon. Ngon. Mà công nhận mình khỏe thật đấy. Mình chửi cả ngày không biết mệt. Úi dồi, thế này thì mai kia bao nhiêu việc nhà là mình cáng hết nhỉ. Việc nhà thì mình phải phụ em chứ. Ừ, được. Đứa nào được. Mà dám đụng đến nhà mình á. Mình thì em chửi cho tầm tì chúng nó chết luôn. Úi dồi ôi, mình chửi như thế thì đứa nào nó dám động đến nhà mình nữa. Mình ơi. Thôi hay là có khi tí nữa tôi sang nhà lão. Tôi trả tiền con gà này cho lão. Sao lại trả tiền? Chứ không mà tôi cứ thấy áy náy thế này. Áy náy cái gì mà áy náy? Mình ăn hộ người ta, sao lại gọi là áy náy? Mình chả hiểu cái gì. Bao nhiêu lần lão đi ăn cái gì, lão toàn đi ăn trực, bắt cái mồm không. Mình trả hết tiền rồi còn gì nữa. Lần này coi như là lão mời mình. Mà công nhận cái lão này xấu tính thật. Lần nào đi ăn cũng tìm cách là chuồn ra trước để người khác trả tiền. Chứ còn gì nữa. Đấy, mình thấy em nghĩ ra cái cách này có hay không? Ừ. Để cho lão á. Nhưng mà anh thấy mình nó cũng không đúng đâu. Sao lại không đúng? Tự nhiên để đi ăn trộm gà nhà người ta xong rồi. Ăn trộm là ăn trộm như thế nào? Mình làm như thế này để cho người ta rút kinh nghiệm. Mình hiểu chưa? Ăn trộm là ăn trộm như thế nào? Mình chỉ gọi là mình bắt hộ, mình thịt hộ, mình ăn hộ thôi. Không được dùng từ trộm ở đây. Công nhận là con gà này ngon thật vợ. Nhưng mà là một cái đùi của nó đâu rồi? Hả? Thì tôi ăn rồi, tôi đói quá, tôi ăn rồi. Nhưng đây, 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 tôi vẫn phần cho mình một cái đùi này ngon này. Đấy, rồi các con này, vẫn để nguyên con gà này. Lão ấy nhá, tôi cho lão ấy là thưởng thức gọi là cái món mới là món hít thực. Hít thực? Hít thực, tức là chỉ hít mà không có thực. Tức là chỉ ngửi thôi mà không được ăn. Thế tôi cho lão cái đầu. Xong rồi tôi chuốc rượu cho lão ấy say. Lão ấy chả ăn được miếng nào, lão về. Còn là mình mang cả con gà này về cho vợ con. Thôi đi về ăn con gà. Mà tự nhiên hôm nay trông lại cứ nhọn sắc cái này. Thôi nhanh lên đi nào. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mà cha đứa nó ăn trộm gà nhà bà. Bà chửi cho chết tổ, chết tông, chết ông, chết bà, chết cha, chết mẹ, chết bảy anh chị em, còn đứa nào được xem chết luôn. Nam vô tiểu như ôi kỳ vô phân. Ôi giời ơi, có cái chuyện gì mà con chửi ầm ĩ cả làng xóm lên thế? Ơi, nhà mình bị mất trộm gà rồi. Mất trộm gà? Vâng. Con gà nào? Con gà trống, con gà mà thầy bảo là con mang ra thịt để tối nay thầy mời cụ Lý. Hả? Mất rồi thầy. Con gà trống à? Vâng.
này này này. Ui đây. Ui nồi ơi. Mà này. Bác nhìn này, con này nó có cái màu nó đẹp không? À, con bỗng dưng có màu trên đầu. Này. À, dạ. Con gà này nhìn quen lắm. Quen là quen thế nào? Nhất là cái màu này này. Vâng. Chú nói cái màu, anh mới nhìn cái màu thì mới thấy nó quen. Bác thấy cái màu này nó quen đúng không? Đúng rồi. Con gà nào nó cũng có cái màu nhé. Ừ. Cái màu nằm ở trên đầu. Chả nằm ở trên đầu, nằm ở đâu? Tự dưng nó thế đã lâu lắm rồi. Đúng đúng đúng. Hôm nay em đến đây ngồi. À. Tí nữa nó sẽ vào nồi luôn ngay. Thảo nào, ngay từ lúc đầu thầy đã nghi nghi rồi. Ôi giời ơi, nó mời mình. Mình tưởng là nó tốt với mình, hóa ra là nó vừa ăn gà vừa uống rượu của mình. Ê! Vèo vèo vèo! Vô, tao vô mà cứ gọi vèo lần nào cũng thế. Khổ quá thì vô mới vèo như nhau rồi. Ngồi 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 tao bảo. Điều gì đấy? Chị vui đấy. Ừ, này 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 này. Cầm cầm cầm. Tanh ấy. Cá đương nhiên là phải tanh như thế. Được đấy. Để theo mày chỗ này hết bao nhiêu cút? Cút gì? Của mày đi, của tao đâu. Này, mày đi cuốc ruộng về rồi đúng không? Bây giờ mày ngồi chờ tao một tí nhá. Tao đi nướng cá, hai anh em mình ngồi luôn ở đây. Thế ngồi kiểu gì? Tao phải về, không vợ thì nó chửi đó. Ôi giời ơi, tại sao mày lại sợ vợ thế nhỉ? Mày không nhớ hôm trước uống rượu nhà mày về xong rồi ngủ ngoài cổng ấy. Ngủ ngoài cổng à? Ừ. Tại sao mày lại phải ngủ ngoài cổng? Hả? Mày về mà hỏi vợ tao ấy. Mà tao nói thật nhé, ăn cơm với vợ thì ngày nào chả ăn. Tao với mày lâu lắm rồi không gặp nhá. Hôm nay có con cá ngon thế này, mày ngồi đây chờ tao nướng một lúc thôi nhá. Biết rồi, nhưng mà bây giờ tao không thể ngồi uống với mày được. Vợ nó vừa gọi kìa. Khổ quá, cả cái làng này chỉ có tao với mày là hợp cạ uống rượu thôi. Chứ bây giờ tao mà gọi cái thằng lớp nó sang nó uống rượu cùng ấy, thì con cá này chỉ một lúc là hết. Thằng đấy nó chỉ ăn thôi chứ nó có uống rượu đâu. Con này mà dán lên mày cứ nhắm mắt vào mình. Hít hít này, cái mùi tanh tanh của cá này mà nướng lá chuối nhá. Tao nói cho mày biết nhá, ngồi đây nhá. Gió thoang thoảng thôi, thế này nhá. Xong rồi mày làm một vài câu thơ nữa. Úi giời ơi, cứ gọi là đen đét. Vợ tao nó lại... Sao? Không cho đi uống với mày. Nó cấm. Sao lại cấm? Nó bảo ai chứ mày mà sang ấy là nó cấm cửa. Vì nó bảo đi chơi với mày là mày không làm ăn cái gì cả. Chỉ suốt ngày rượu chè. Thế được rồi. Vợ mày nó nói tao như thế thì cũng được thôi. Thế nhưng là quan trọng là mày có thích uống rượu với tao không? Mày biết thừa rồi còn gì nữa. Mà nhà tao thiếu gì rượu. Nhưng vấn đề là đi với mày là vợ tao cấm. Tao biết rồi. Nhà mày còn một chum rượu rất ngon nhá. Mà mày chưa mở nhá. Thì vậy thế này. Tao mà sang xin được vợ mày cho mày đi uống rượu với tao. Hả? Thì mày mất gì? Xin lỗi mày đi. Mày mà chưa đến cổng vợ tao nó đã chửi rồi. Thôi được rồi. Bây giờ tao sang xin vợ mày, vợ mày đồng ý cho mày đi uống rượu với tao, thì mày sẽ phải mang rượu nhà mày đi nhá. Mày phải khai cái chum ấy ngay. Được chưa? Nếu nhá. À. Mà mày xin được nhá. À. Thì không những một chum. À. Mà năm chum luôn. Mà tao nói mày nhá, lúc vợ tao nó làm gì mày đừng có trách. Thôi được rồi. À. Ngắn gọn là tao mà xin được là mày phải khai chung rượu mới nhá. Thằng nào nuốt lời, thằng đấy làm con tuốt. À, chưa biết thằng nào con tuốt đâu. Nhá, đi. Mày cứ chờ đấy nhá. Có rượu ngon rồi. Ổn không? Ổn không? Có gì đâu mà không ổn. Vợ trong nhà. Cô Héo ơi. Rồi. Làm gì đấy? Thì gọi vợ ông còn gì nữa? À, vợ tao không với vợ mày đâu mà mày gọi cứ như là mày về nhà mày. Không muốn tôi gọi vợ ông ấy, thì ông vào ông gọi vợ ông ra đây. Gọi nó ra nó oánh cả hai đấy, đừng có đùa với nó.
khổ quá. Thì ông cứ vào ông nói với vợ ông đi, chưa thử làm sao mà biết được, đi vào đi. Khổ quá đi vào đi. Bẩm mình là có hùng vập nó. Vập cút. Hả, nói bao lần rồi, giao du gì với cái ngư ý. Thấy chưa, vợ nó ghê lắm. Nó mà ra đây, nó oánh cả hai luôn. Ừ. Thôi, về đây, không khác. Khổ quá nhỉ. Bây giờ, ông vào ông mời vợ ông ra đây. Không sợ, thử lại lần nữa, vào. Vừa bảo rồi. Khổ quá, bây giờ vào lại. Nói trân trọng là có chú vập, chú chờ, chú muốn thưa chuyện. Cứ vào đi, vào đi. Vào, đúng rồi, chết. Bảo vợ là... Chú... Bẩm cái gì hả? Thế nói đến như thế mà vẫn cứ cố hả? Không, à, lần này... Hôm nay gan ông to mà gan rời hả? Không, à? Lần này... Đấy. Đúng là cái đồ mặt dày. Tâm căn tăng là đôi bờ ly biệt. Ô, thế sao thế? Sao lại ly biệt? Cô Héo ạ. Hôm qua ông còn quét sân, mà nay ông đã lạnh chân mất rồi. Thì sao lại để ông lạnh chân thế? Tôi phải sửa cho ông đi chứ lị. Khổ lắm cô ơi. Nhạc phụ tôi ra đi đột ngột. Giờ đây để lại con vợ tôi. Này. Khổ lắm. Bác ấy bảo là ông cụ đi đâu? Ra đi, mới lạnh chân có nghĩa là cụ mất. Ôi dồi ôi, cụ chết rồi á? Ôi thế, sao cụ lại đi nhanh thế? Cụ con đang khỏe mạnh bình thường cơ mà. Ai biết này, bác băng phập ơi. Thế cụ đi rồi à? Đi làm rồi. Làm sao cụ đi? Mà đi lúc mấy giờ? Vừa xong. Ôi dồi ôi, vừa xong à? Ôi thế đi. Thân phụ tôi ra đi đột ngột, cả nhà đang lo hậu sự. Ôi tội quá bác ạ. Bác ơi, thế bên ấy thì còn có cái việc gì không? Giờ còn mỗi cái đận đào huyệt. Đào huyệt hả bác? Này, mình ơi, hay là mình thu xếp mình đi đào huyệt cùng với chị. Ông giỡn ơi à, tôi đàn bà con gái thì ông lại bảo tôi đi đào huyệt. Tao làm sao được? Thế làm nào? Thì ông đi thì còn làm thế nào nữa? Nhưng mà đói, đã ăn đâu? Ăn uống cái gì? Cứ đi sang đào đi. Đào xong rồi khác người ta cho ông ăn. Hay thế, thôi đi. Bác vào ơi, người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tân. Thôi thì ông cụ cũng đi rồi, bác cũng bớt bớt đau buồn. Nhà em sang thì xem có việc gì thì phụ thêm cho nhà bác nhá. Vâng. Ông đi đi, đi luôn đi. Thôi đi. Thôi. Cảm ơn cô. Vâng, không có gì bác. Đúng à. Là hàng xóm láng giềng. Vâng. Xẻo. Cái gì? Tức là vợ của là con gái Diệu của cụ. Không, Diệu để pha nước vang ấy. Diệu thế. Con đứng được mặt ở đấy à? Đi vào đi, nhà mình thiếu gì Diệu. Ôi nhạc phụ ơi. Thôi em có mấy lời em xin thưa với bác ạ. Lúc nãy em cũng không hiểu chuyện gì. Em lại cứ tưởng nhà em thì đi rượu chè ở đâu. Thì em nói nó hơi quá thì bác bỏ qua cho em. Chứ người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận, tình làng nghĩa xóm. Em cũng xót ông cụ lắm bác ạ. Khổ thế chứ. Đi. Về. Mình đi đi. Đi. Lấy chưa? Lấy à? Thế mà bác về nhá. Vâng. Thương. Bác về đi. Ơi nhạc phụ ơi.
đã chín đâu. Nhưng thèm mỡ nó chảy xuống đấy. Này chờ tí, bình tĩnh. Mà rượu đâu? Này, chén đây. Vào. Chính nhà mày rất là thông minh. Ừ. Nhà thông minh của mày mà mới có món này. mày hít em thôi. Hay như tao bảo này. Tí lộ. Sao lại lộ? Mày sang mày mắt mày cứ nhìn chằm chằm vào vò rượu xong lại còn nuốt nước bọt. Ừ. Còn lâu mới lộ được. Đấy. Lúc đấy là tao nghĩ đến cái món cá nướng này này. Ê, chứ còn rượu thì ngày nào tao chả uống mà. Uống đi này. Tao bảo mày này. Mày hơi ác. Rượu của mày ngâm lâu. Thơm. Thôi mày đừng có giả vờ. Tao đã bảo mày hơi ác. Ác cái gì mà ác? Này, thì mày nói dối cái gì cũng được, nhưng mà nói dối là nhạc phụ mất. Ồ, cái thằng này, tao thấy bình thường. Này nhá, cuộc đời sinh ra, đúng không? Có sinh, có tử, kiểu gì sinh ra rồi mà chả chết một lần, nha. Mà mày thấy đấy, cái ông bố vợ tao ấy, nhá. Nhà lão giàu như thế, thế nhưng mà lão đã bao giờ cho tao với vợ tao được một đồng để mua bộ quần áo mới chưa, hả? Lão ấy chết sớm thì tao còn được thừa hưởng cái tài sản. Biết là thế nhưng mà nói dối thế nó cứ thế nào. Thôi, đi một ngày đàng mày phải học được một sàng khôn như tao ấy nhé. Uống đi, uống đi. Mà mày nướng lâu quá. Tắt lửa nơi rồi đây. Vậy. Nó phải nướng bằng than thì nó mới ngon. Chứ nướng bằng lửa nó khói, nó ám khói, nó không ngon. Mày cứ bình tĩnh nhá. Này, tiếp đi. Uống vừa thôi, tại đợi. Trong lúc này chờ cá chín thì phải túc tắc cái gì đi. Đấy đâu coi. Đánh rồi, tạm thôi. Trong lúc chờ cá chín. Ôi, ngon quá. Uống đi. Rượu ngon lắm. Ôi trời, cô tôi. Ô, chị Héo đấy à? Lâu lắm mới thấy chị. Này biết là cô tươi rồi. Cô cũng tên là tươi rồi. Dạ. Nhưng mà nhà đang có việc mà cô vẫn cứ tươi thế này thì tôi cũng đến chịu đấy. Ô kìa chị, việc gì à? Tôi nói thật nhá. Dạ. Chỗ chị em mà tôi quý tôi mới nói đấy. Cái thứ nhất là cô ăn mặc như này tôi thấy nó không phù hợp. Nhà mình đang có việc. Mấy cái thứ hai là ốc kia. Cô phải buồn hay là thế nào chứ sao cô lại cứ tươi thế này? Ôi chị này hay thật. Có làm sao được mà buồn. Chị nhìn em này, mặc váy, mặc áo đủ cả. Có hở chỗ nào đâu. Tôi có nói là cô hở đâu. Thậm chí là lại còn thừa ra đây này. Thôi nhưng mà nhà mình đang có đám. Mà có đám thì không ai người ta ăn mặc nó lòe loẹt sặc sỡ thế này. Đấy, tôi đang định sang để tôi hỏi thăm đấy. Không biết là thế cụ đi lúc nào, cụ đi mấy giờ cô? Gớm khổ cụ quá. Cụ ấy ạ? Vâng. Ôi chị này, chị cứ đùa. Cụ nhà em á, đi từ lâu rồi. Tôi có nói là cụ nhà cô đâu. Đương nhiên là cụ nhà cô phải đi lâu rồi. Đến cụ nhà tôi còn đi lâu rồi. Đấy. Tôi nói là tôi nói ông cụ thân sinh ra cô ấy. Đấy nhắc đi tôi buồn lắm cô ạ, gớm khổ. Sinh thời đấy cụ tốt tính tử tế lắm. Nhìn mặt cụ thì hơi đều một tí thôi nhưng mà cụ tốt lắm, cái tâm cụ tốt. Tôi nhớ cái đận mà tôi đẻ đấy. Thế là cụ mang chai tương, cụ sang cụ cho tôi mượn. Tôi chưa kịp trả cụ thì cụ đã đi rồi. Này cái chị kia. Cái chị kia. Tôi hỏi chị, gia đình tôi ăn ở đối xử với chị có đến mức nào đâu? Hai chị em có chuyện gì mà ông hiểu cho con, không phải là con muốn ăn không ăn hỏng chai tường của ông đâu. Con định sang thì con giả chai tường cho ông, nhưng mà con chưa kịp giả thì ông đã đi rồi. Ông ơi! Này Hẻo! Mấy sao đấy hả Hẻo ơi? Con lại không sao rồi à? Này! Ok, mấy sao đấy Hẻo? Ông đây mà! Okay. Mày không nhận cho ông à? Ông là người hai mà cái đầu chị ấy.
là người. Mày có vấn đề gì đấy à? Nó méo này. Sao? Ông ơi. Ôi. Ông là người à? Ừ. Ông cho con sờ tí được không ạ? Đây. Sờ thoải mái. Nhiều cũng được, không cần phải một tí. Sao? Ai? Cái chị này. Ôi giời. Đau. À, ông đau à? Ừ. Ôi thế ông đau thì ông là người rồi. Chứ ma làm sao mà biết đau ông nhỉ? Này mày rủa ông chết à? À không không không. Dạ khổ quá còn có rủa gì đâu ạ. À. Ừ. Thì chả là con rể ông sang nhà con. Thế xong rồi là chú ấy bảo nhà cụ đại nhân đi rồi. Ôi giời ơi. Thế là con nghi nghĩa tử là nghĩa tận. Con còn bảo nhà con là sang bên nhà ông xem có việc gì để con giúp đỡ. Thì hai anh em còn rủ nhau ra đồng đào huyệt ạ. À. Đào huyệt? Vâng. Chọn tôi. Ôi, chết. Thế là thế nào? Ô thế là mình bị quả lừa à? Chứ còn gì nữa mà ông còn sống ra sờ ra đây này. À tôi chết rồi ông ơi. Thế thì là con cũng bị lừa rồi ông ơi. Lừa cái gì? Thì thằng chồng con nó lừa chứ còn gì nữa. Ôi thầy ơi. Thầy bớt giận ạ. Nhục quá. Đời thủ nhai. Con rể mà lại rủa nhạc phụ chết. Cái ngày mày nặng nặc đòi lấy nó, mày bảo đó là củ khoai, củ sắn, khoai hà. Bao nhiêu thằng ở làng bên nó hỏi lấy làm vợ thì không ưng thằng nào. Này, nhất là cái thằng lớp ấy, nó vừa ngoan, nó vừa khỏe, nó cày ruộng rất giỏi, thế lại không đồng ý. Bây giờ đấy, mày thấy chưa, nhục chưa? Con biết lỗi rồi ạ. Biết lỗi thì làm thế nào? Ngày hôm nay nó rủa tao chết, rồi ngày mai không biết nó rủa ai chết nữa, rồi đến lượt mày nữa đấy. Thầy, hôm nay thầy cứ ở đây, con sẽ xử đẹp thầy luôn. Tao làm gì mà mày xử đẹp tao? À không, ý con là hôm nay chồng con nó mà về, thầy chỉ cần ở đây, thầy chứng kiến cho con. Con sẽ xử ra ngô ra khoai để không bao giờ xảy ra cái chuyện này nữa. Không xảy ra chuyện này nữa. Khoai sắn về đấy. Này! Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cháu nhạc phụ. Rượu ở đâu đấy? Nhạc phụ của anh chết rồi. Chết rồi. Thì sống lại. Xin lỗi ở trên đi. Đời này chết đi sống lại nó là chuyện bình thường. Rồi, có phải không em? Không phải ai là em. Ôi, đi vào đây với tôi. Đã bảo là nhanh. Tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Trời ơi, đẹp mặt chưa? Nhục! Vợ vô đơn trí. Thằng nào giao đường lại còn... Vập ơi, ở đâu nhà mình ý? Mình ơi! Tôi tưởng ông đi đào huyệt cơ mà. Đào xong rồi. Sao ông đào thêm cái nữa? Một người chết thì đào hai cái huyệt là... Đào làm cái gì à? Hả? Ba chai chưa say à? Ông đi luôn đi. Đi đâu? Ông còn về đây làm gì nữa hả? Vẫn chứng nào tật đấy? Này tôi nói cho ông biết nhá. Hôm nay ông ra ngoài đường mà ngủ, khỏi phải về nhà nhá. Ôi chết rồi. Có bọn nào nó lại đi vào nhà mình cầm dao kìa. Đừng có mà linh tinh. Cái gì thế này? Ôi ôi, anh ơi. Anh lại cầm dao ấy, đâm em ấy làm gì? Này tôi không đùa với ông đâu nhá. Này. Này.
Tôi không đùa với ông nữa đấy nhá. Ông bồ. Ông bồ ơi. Ông bồ ơi. Này tôi không đùa đâu đấy nhá. Ông bồ ơi. Ai đùa với bà? Này. Giời ạ. Còn lâu mới vào được nhá. Này nhá, ông có mở cửa ra ngay không thì bảo đừng hả? Đừng có đùa, đừng có tưởng thằng này nó quá say. Say mà đây vẫn giật tay, hơi bị chuẩn nhá. Giời ơi này, mở cửa ra cho tôi vào đêm hôm thế này. Nhưng mà lần sau không được nhốt chồng ở bên ngoài nghe chưa? Mở cửa ra? Nghe chưa đã thì mới mở. Đấy, có mở ra không? Hả? Mở cửa đây. Đi ngủ rồi. Này. Cửa ở ngoài đây. Này, mở cửa ra. Này. Sao bảo khóa cửa? Giời ơi. Thế này thì say ngoắc cần câu rồi. Giời ơi là giời. Điều đấy con. Ôi, dạ thầy. Thầy ngồi đây con không để ý ạ. Dạ thưa thầy, con xin phép thầy cho con ra đồng ạ. Con ra đồng làm gì? Nhà mình thiếu gì người ăn kẻ ở. Việc đấy không phải là việc của con. Dạ vâng ạ, nhà mình thì không thiếu người ăn kẻ ở. Nhưng mà thầy nhiều đất nhiều ruộng, con cũng phải ra xem người ăn kẻ ở họ làm việc thế nào, chứ không có thì lỡ hết việc của thầy ạ. Ôi, thầy bảo này, con là cành vàng lá ngọc, việc đấy là việc của người ăn kẻ ở, nhá. Dạ, con biết là thế, nhưng mà thầy cứ để con ra, để con đỡ việc cho thầy ạ, con xin phép thầy. Đứng lại. Thầy nói cho con biết, cái bọn khố rách ao ôm ấy, bọn dân nghèo ấy, đừng hòng vào được cái nhà này, nhá, nó phải môn đăng hậu đối. Dạ. Thầy vẫn dạy con là sống phải biết có tâm có đức, có trước có sau, cũng là con người với nhau. Người tốt thì vẫn là người tốt, chứ có sao đâu ạ. Ừ, thầy vẫn dạy thế. Con biết thế là tốt. Thế nhưng mà ấy, thầy đã nói với con rồi, cái chuyện con sang làng bên ấy là thầy không đồng ý. Bây giờ ấy, kiếm củi 3 năm là đốt 1 giờ. Ơ, kìa thầy. Có chuyện gì xảy ra, thầy đeo cái mặt mo này đi khắp làng à? Dạ. Thầy cứ yên tâm ạ, con lớn rồi, con biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Con không để cho thầy phải đeo mo vào mặt đâu ạ. Ừ, con lớn rồi, con biết là đúng là sai. Thôi, con vào đi. Ôi trời, mày làm cái gì? Dạ bẩm ông, có chuyện gì? Ông thấy chưa? Con ở ngoài con nghe hết rồi. Con đã bảo ông rồi, cái tầng tuổi của cô là đang tuổi cập kê, đang tuổi ẩm ương, cứ nhấm nhà nhấm nhẳng. Ôi dồi ôi, mấy hôm nay con thấy cô cứ lượn ra, cô lại lượn vào. Cô biết làm đỏm rồi đấy. Mà con trai làng này thì không sao, ông biết đi, ông lại con đi chơi với cả con trai làng khác nữa cơ. Thế chứ đi, nhỡ có chuyện gì thì chết đúng không ạ? Này này, hôm qua nhá. Sao? Là con đi cắt cỏ ngoài bờ sông. Ừ. Con nhìn thấy là cô nhà mình đang nói chuyện với thằng lạ lắm, không nhận ra, không phải trai làng mình. Thế thì làng bên rồi. Vâng. Con không nhìn rõ vì con cắt cỏ tận bên này sông, mà cô lại nói chuyện lên ở tận bên kia sông, con không biết làm thế nào. Ông phải hết sức cẩn thận lưu ý đấy ạ. Thôi thế này. Dạ. Nghe mày nói, ông cũng thấy lo rồi đấy. Vâng. Vì thế ông dặn nhá. Dạ. Từ ngày hôm nay. Dạ. Mày liên tục phải bám sát cô cho ông.
Dạ. Theo cô từng bước một. Dạ. Có gì báo ngay cho ông. Dạ. Tốt ông sẽ thưởng. Vâng ạ. Rồi đấy là trách nhiệm của con rồi. Ừ. Cô mà có chuyện gì làng mà phạt vạ thì cả nhà mình cùng khổ ấy chứ ông ạ. Ừ, chứ còn gì nữa. Ông nói cho con biết cái bọn dân đen khô rách áo ôm. Vâng. Không thể làm rể ở cái nhà này được. Đúng rồi, bọn dân đen khô rách áo ôm làm sao mà làm rể nhà ông được. Mua mốc không được tròi mông son. Đúng rồi, dạ thưa ông, muốn làm rể nhà ông là phải môn đăng hậu đối. Con gái này của ông nó là cành vàng lá ngọc. Đúng. Cho nên là tôi thế này. Dạ. Từ ngày hôm nay. Dạ. Ông giao cho con thêm một việc này. Dạ. Rất nặng nề. Dạ. Nhưng mà cố gắng tốt lên. Dạ. Sẽ có thưởng. Dạ. Tức là cô đi tới đâu. Dạ. Cô làm gì. Dạ. Con theo sát. Dạ. Có gì báo ngay cho ông. Dạ vâng ạ. Ông cứ yên tâm. Chứ mà nhỡ cô có chuyện gì làng phạt vạ thì khổ cả nhà mình chứ lại đeo mo vào mặt chết. Dạ dạ dạ. Ông cứ yên tâm, con sẽ làm tốt việc này ông ạ. Ông nhớ có thưởng cho con đấy nhé. Con đi đây. Cứ yên tâm, làm tốt việc của mày vào nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Điều xin... đây. Dạ. À, dạ thưa thầy, con xin phép thầy cho con gia đình tập văn nghệ ạ. Ai bảo thế? Ờ, dạ thằng Mõ nó vừa sang nhắn là các cụ bảo con gia đình gấp tập văn nghệ chứ không có lỡ việc của các cụ ạ. Dạ nếu mà thầy không tin thì thầy cứ bảo thằng Nô ra hỏi thằng Mõ mà xem hả? Thôi mày đi đi. Dạ, con xin phép thầy ạ. Thằng Nô, Nô đâu rồi? Dạ. Ra đây ông hỏi. Oh, ông gọi con à? Mày làm gì mà mày ngáp ngắn ngáp dài thế à? Ôi, con đang ngủ. Này. Dạ. Có phải ngoài đình hôm nay có hội không? Dạ, có hội hè gì đâu ạ. Thôi chết rồi. Có chuyện gì thế à? Mà đuổi theo cô ngay, nhanh lên, trông cô cho ông. Cô đi đâu hả ông? Cô đi gia đình. Ôi giời ơi, tôi chết rồi. Được. Ông ơi. Cái gì? Này, tôi hỏi này, con nết nhà mình ở đâu rồi? Nó vừa đi gia đình. Tôi chết. Sao? Ui giời ơi, sao lại cho nó gia đình? Tôi cho thằng Nô nhà mình đuổi theo gọi nó về rồi. Ui giời ơi, sao lại khổ thế? Tại sao? Tôi đã bảo ông là cấm con mình không cho nó gia đình. Nó đang hớ hớ như thế. Gia đình chỉ có một lũ đàn ông rình nó mà thôi. Ông hiểu không? Thì tôi bây giờ nó gia đình là một đống đàn ông nó dập dình ở ngoài đấy. Ôi trời ơi khổ quá. Con nhà mình ấy thì nó dại, nó có lớn nhưng nó không có khôn. Ra đấy rồi cái bọn làng bên xóm dưới nó trêu chọc con bé. Rồi có khác nào con nhà mình ấy thì có biết gì đâu. Nếu mà chẳng may có thằng nào nó tỏm tem, nó không biết được thì hóa ra là cho không nó à. Chết. Trời ơi, rồi ôi thế này thì không được rồi. Tôi bảo này. Ừ. Vừa nãy. Sao? Tôi ngồi đánh chắn với mấy bà xã. Ừ. Các bà nói là sắp tới đây con quan huyện sẽ vi hành qua xã mình. Vi khai câu chuyện liên quan gì? Ô hay. Ừ. Sao lại không liên quan? Con nhà mình lớn như thế rồi. Ừ. Thế mà nó lại để cho không cái bọn đàn ông ở xóm này làng này thì có khác nào là bông hoa lài cắm bãi Ý Châu. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Mà nhà mình phải môn đăng hộ đối với nhà quan. Trời ơi, nhà mình tôi thấy không môn được với nhà quan đâu. Nào cái mồm. Ai bảo không môn? Thì mình ấy là phải tìm cách mời công tử con quan đến đây. Hiểu chưa? Đến đây làm gì? Ô hay. Thế ông có muốn làm quan không? Làm quan ai chả muốn. Ê! Hay. Bỏ cái kiểu ăn vạ đấy đi. Thôi em rồi. À. Cái gì? Ăn vạ. Nha. Thế à? Đưa con quan về đây để hai vợ chồng mình ăn vạ.
Ông Phú đây ạ. Ông đi đâu mà sớm thế ạ? Thì sớm gì giờ này nữa Tấm. Ông ấy ở nhà cứ bảy mắt ra là ông muốn đi ra khỏi nhà ngay. Chứ nhìn bà Phú ở nhà bây giờ là ông ngây lắm rồi. Này, thế chồng Tấm đâu? Dạ, chồng con đi cày từ sáng rồi ạ. Cứ thằng cứ vầm vấp thế mà cày khỏe nhé. Cái ruộng kia nó cày khô cằn à. Còn cái ruộng này thì nó chả chịu cày gì cả, cứ tươi tốt thế này này. Ông bảo này, thế lúc nào ấy nó mà mệt, nó mà không chịu cày cái ruộng này thì Tấm nhờ ông Trang ông cày cho nhá. Gớm, ông Phú cứ lo sức khỏe cày cái ruộng nhà ông đi đã. Rồi hãy lo được ruộng nhà con ạ. Ông Phú ơi! Ông Phú ơi! Cái gì thế? Ông Phú ơi! Ông cái Phú gì mà mày làm gọi ông biết lên thế? Sao? Công tử, giờ này mà ông ở đây còn cày với cả cuốc nữa. Công tử, công tử. Công tử nào? Công tử đến rồi. À, đang ở đằng kia kìa. Ừ. Có thật có đúng như cái giá mà ông Tả ông dặn mới đón không? Rồi, ôi, con Tả cho ông nhá. Dâu hùm hàm én mày ngài. Ừ. Vài năm tất lộc thân 10 thước cao. Này, ông bảo mày Tả công tử chứ đâu. Ông bảo mày Tả Từ Hải. Trời ơi, công tử giàu sang phú quý nó phải như thế. Như thế à? Vâng. Nhưng mà này. Dạ. Nó có đúng có một cái nốt ruồi như ông Tả. Có nguyên một cái nốt ruồi ở nơi mày nó bên phải này này. Ừ. Mà trông yêu thương nên tuyệt vời đúng không thì... ạ? Trời ơi, ăn mặc lụa là nhá, tráng lệ lắm nhá. Ôi, dòng phượng bâu đầy người. Thế đúng là con quan rồi. Rồi, ông cứ ở đây mà cày cuốc làm gì. Đi đón công tử. Ông đi tí với anh. Dạ. Ui, công tử. Dạ. Chào công tử. Dạ, chào công tử ạ. Chào. Ấy ấy, công tử đi đâu thế? Công tử không nhớ tôi à? À. Không nhớ. Ui giời ơi, công tử ơi. Sao công tử phũ phàng thế? Dạ, con xin giới thiệu với công tử thế này. Đây là ông Phú làng con ạ. À. Giàu có và bậc nhất ở đây ạ. À. Uy quyền cũng vào bậc nhất ở đây đấy ạ. À. Dạ. Chào, chào. À, ta đang bận. Bận gì ạ? Ta phải đi chảy tỉnh lĩnh bằng cho cha ta. À, thế nhưng mà bậc công tử, bây giờ trời cũng chuẩn bị giông bão, mưa đến nơi rồi. Dạ. Mời công tử quá bộ vào nhà phụ ông. Cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ạ. Vâng ạ. Chết thật, lại thất lễ. Ta hôm nay có cái hẹn với cả lý trưởng. Ta sẽ ăn cơm ở nhà lý trưởng. Không được đâu công tử ơi. Công tử mà đến nhà lão lý là sai lầm rồi. Ở cái làng này nhá, công to việc lớn là chỉ đến tay ông Phú nhà con thôi ạ. Mà lão lý lão lòm dòm lắm. Đến có được ăn được uống gì đâu. À? Mất danh mất giá của công tử đi. Công tử cứ ghé qua nhà ông Phú. Mâm cao cỗ đầy đang chờ đón công tử đấy ạ. Thế à? Ta lại đang rất đói. Ta về nhà ông ăn cơm vậy. Mời công tử ạ. Ta đói không cầm nổi nữa. Cầm đi. Ôi giời. Công phượng đầy người. Dạ công phượng đầy người. Như ông Phú ơi, con nhìn thấy này hơi bóng. Dạ giết quan vào đây ạ. Giết công tử vào đây ạ. Công tử vào đây. Xin mời ạ. Đây. À nhà đây hả? Vâng. Công tử vào đây. Chỗ này đây. Ta nhìn khang trang lắm. Dạ. Vẫn đủ 5 gian 3 trái đấy ạ. Dạ. Sao bảo là làng ta nghèo lắm? Công tử không biết đấy thôi. Nghèo là việc của làng của nước. Chứ còn nhà ông Phú thì lúc nào chả giàu có. Bao nhiêu lộc lá là ông Phú ông đớp hết rồi. À không. Nhà ông Phú là bao nhiêu lộc lá đấy. Như công tử đến, vừa đến đầu nhà cái là mưa gió bão bùng. Đấy, mà các cụ nhà mình đã dạy rồi. Có nước có lộc. Đấy, có nước có lộc. Thế mà nhà mình hôm nay còn mưa gió bão bùng nữa. Thì đúng là sáng sửa có tin vui đấy ạ. À, nước thì là lộc. Còn bây giờ thì là chưa lộc đâu. Thế nhỉ. À, dạ
thế nhỉ. Thế nhỉ. Bạn ơi. Bạn ơi. Tới đây, tới đây. Tới đây. Dạ. Công tử đâu? Đâu là công tử đâu? Công tử đâu? Ôi giời. Đây rồi. Xin chào công tử ạ. Chào bà. Ôi giời ơi. Dìa này. Ôi giời ơi. Ruồi này. Rể đây rồi. Ruồi bẩm sinh. À thôi bây giờ thế này. À dâu thì xem rồi. Nốt ruồi cũng xem rồi. Ta cũng biết nhà biết cửa rồi. Giờ đưa cho ta cái túi. Dạ. Để làm gì đấy? Túi. Ôi. Ta sang nhà ông Lý kẻo ông ấy chờ. Ê, không được, không được. Ê, chết, ai lại công tử lại như thế bao giờ. Dạ không được ạ, à. Công tử đã đến đây rồi thì xin mời công tử cứ ngồi xuống đây ạ. Dạ, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Dạ, công tử là con nhà Trâm Anh Thế Việt. Ai lại ngồi dùng cơm ở giữa trời giữa đất như thế này bao giờ. Đúng bảo không? Bảo thế vậy đúng quá. Im thằng kia im để dạ, bà nói. Dạ, dạ. Nhá. Dạ, vậy thì xin mời công tử ạ. Ta vào nhà dùng bữa ạ. Dạ, dạ. Thế thì đành vậy. Dạ, dạ. Dạ, 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 xin mời công tử ạ. Lại cầm cho ta. Dạ, vâng ạ, xin công tử ạ. Thế... Dạ, hầu. Dạ. Đưa công tử ra giếng rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ rồi vào ăn cơm. Dạ vâng ạ, à. Dạ mời công tử ạ. Ừ, đây hả? Dạ. Ừ. Úi giời, ái dạ. Làm sao mà ái? Làm sao? Đã dẫm vào chân đâu mà ái? Nhưng mà cứ dẫm là đau. Thế cứ dẫm xuống đất cũng đau à? Đúng rồi. Tôi nói cho ông biết nhá. Ông phải tỉnh táo lên, người lúc nào cũng lờ này. Ông phải tỉnh táo, phải phấn khởi đến công tử đến nhà mình rồi. Tôi nói cho ông biết, công tử tí nữa vào bữa, tôi một chén, ông chén, cái tôi gì? Chén, ông chén, cái nhớ chén, chưa? Cái gì chén, cái gì chén? Tôi một chén, ông một chén, chuốc cho công tử say mềm ra. Tôi một chân, ông một chân, quẳng công tử vào buồng con gái mình. Ông nên nhớ nhá, một khi nhá, đã đến sáng hôm sau rồi nhá, khi gạo đã nấu thành cơm rồi nhá, thì ông biết rồi đấy. Hiểu không? Nó sẽ là con rể của nhà mình. Ô hay. Con gái mình là con rể của con quan. Con quan thì vẫn là quan. Đúng rồi. À, mà con gái của mình lấy con quan thì tôi với ông là nhạc phụ nhạc mẫu của con quan. Đúng rồi. Mà như thế có nghĩa là tôi với ông cũng là quan. Không biết uống rượu. Công tử nâng ly lên. À thôi được, chiều lòng ông bà, ta uống một ly vậy. Đúng rồi, cả ly rượu đầu tiên vào mâm bao giờ cũng tốt đẹp mà. À, nếp cẩm mà lại còn hạ thổ 5 năm. Công tử đúng là con nhà quan, ăn sang trọng nó quen rồi, cho nên đã đoán trúng đích thị đây là nếp cẩm đã hạ thổ 5 năm đấy ạ. Diệp quý đã mang ra đãi công tử đấy ạ. Mời công tử chén nữa. Ta không uống được. Ấy, công tử nâng ly lên. Vào mâm là phải ba ly, công tử. Ta chiều lòng ông bà vậy. Nào, nâng ly nhỉ. Ngon đấy, ta xin chén nữa đi. Đấy.
đầy vào. Đấy. Nào, nâng cốc chúc mừng sức khỏe công tử. Ta cảm ơn ông bà. Nào, mời công tử dùng đũa. Chén này thôi nhá. Ông bà nghe chưa? À, ta uống nốt chén này thôi. Phận đẹp duyên này có nên chăng, phận đẹp duyên này phải duyên thì lấy, chớ này sắc thanh lời thề xưa còn đó dành. Say rồi. Ông ơi, cái gì? Một đứa nằm dưới, một đứa nằm trên. Ông ơi, cái gì? Một đứa nằm trên, một đứa nằm dưới. Tôi biết ngay mà, cái tuổi trẻ bây giờ là nó thế đấy. Sao? Nhưng mà sao? Một đứa nằm dưới đất, một đứa nằm trên giường. Công tử nằm dưới đất, con gái anh nằm trên giường. Ơ, thế không phải, thế không phải. Ông nghĩ gì? Tôi nghĩ như thế thì làm sao mà ăn vạ được. Thì việc chúng nó không nằm cạnh nhau, chỉ cần biết là chúng nó ở trong buồng với nhau thôi. Còn việc ăn vạ là của tôi và của ông. Bây giờ là... ông mở tung cửa ra, xong rồi đồng loạt hai vợ chồng hô hầm lên, ăn vạ. Nhanh lên. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi con tôi ơi, ông bà ơi, ôi trời ơi, suốt đêm là con trai, con trai mà cậu làm như thế à? Ôi trời ơi, suốt đêm suốt hôm khổ thân con gái nhà tôi rồi làng nữa rồi. Tôi mời cậu về để ăn cơm. Ôi làng nữa rồi. Cậu như thế. Mà cậu nỡ đối xử với gia đình nhà tôi như thế này à? Dạ. Ôi làng nước ơi! Để con thưa ạ. Dạ thưa ông bà, hôm qua con qua chén, xong rồi không hiểu sao sáng nay con tỉnh dậy, con lại nằm ở trong phòng của em nết. Ôi trời ơi! Con không biết là lúc con say con có làm gì bậy bạ. Ôi đấy, rồi ôi, nó say mà không biết nó làm gì con gái tôi. Rồi ôi, thế này thì tôi còn mắt mũi nao, tôi nhìn thấy bà con hàng xóm láng giềng nữa. Đấy, bây giờ cậu là đàn ông, cậu đã làm cậu phải chịu trách nhiệm. Con ơi, con có bị làm sao trong ấy không à con ơi? À, con xin lỗi ông bà, con xin lỗi ông bà. Thôi bây giờ con cũng là người trưởng thành rồi, con làm gì con sẽ tự chịu trách nhiệm được ạ. Nhưng mà chịu trách nhiệm như thế nào? Đấy, nói thế là được đấy. Dạ. Con sẽ bù đắp cho em ạ. Nhưng mà bù đắp như thế nào? Dạ thì bây giờ con sẽ về con thưa chuyện với cha mẹ của con ạ. Ôi trời, đi về ngay đi rồi bảo ai ông bà ấy sang tôi ngay lập không, tức. Không có chuyện thưa chuyện không được. Dạ, tức là sẽ mang chầu cau sang ạ. Ở đây chầu cau cũng được, về đến đây không, ngay lập tức. Chầu cau vẫn chưa được. Dạ thì tức là thách cưới thế nào con cũng nghe ạ. Đây. Chứ bây giờ con biết làm thế nào. Đúng, đi về phải ngay có đi. Chầu cau phải có thách cưới. Ngồi chiều nay quay lại đây luôn đi. Dạ, con xin lỗi ông bà. Con xin phép ạ, con về ạ. À quên, U nói với em Nết là con sẽ sang ạ.
con sang để con bù đắp cho em ạ. Ôi trời ơi, nhanh lên này nè. Dạ. Ừ. Dạ. Sao mà lại lâu thế nhỉ? Thôi, bà cứ ngồi xuống đi cho đỡ mỏi chân. Nhưng mà tôi sốt ruột. Không phải lo. Đấy là con nhà quan. Con nhà quan là không bao giờ sai hẹn đâu. Nó bảo nó đưa thầy U nó sang là nó sẽ đưa. Mà ban nãy bà hơi vội thế. Sao mà hơi vội? Con mình cành vàng lá ngọc như thế, nó bảo là đưa bố mẹ sang đặt cơi trầu, bà đã vội vàng đồng ý ngay. Tôi phải làm căng lên. Không biết có đồng ý cái thách cưới chứ. Ông ơi ông này, thế không biết con mình lấy con quan không biết có được rước kiệu không nhỉ? Có chứ. Con nhà quan mà lại. Tôi nghĩ nhá, trước đi một hàng người, trước hô sau ủng luôn. Sau ủng luôn à? Ừ. Mà thằng Nô đâu nhỉ? Ờ, từ sáng giờ không thấy mặt đó. Dạ bẩm ông bà. Đây ê, rồi. Dạ bẩm ông bà. Có việc gì? Con vừa ở bên nhà cụ Lý ạ. Thế mày sang đấy ở luôn đi. Nhà này hết việc à? Mày dạ. Sang đấy ở luôn đi. Dạ nhưng mày có biết rằng sắp tới ông bà là thông gia nhà quan. Dạ. Lúc đấy nhá, Lý sẽ biết tay ông nhá. Dạ, dạ bẩm ông bà. Chưa biết đến lúc ai biết tay ai đâu ạ. À, mày định phản ông à? Thằng này đểu. Ờ. Không phải con phản ông bà. Mà là như thế này. Con vừa sang nhà ông Lý, con thấy công tử con quan đang ăn cỗ bên nhà ông Lý ạ. Hả? Thằng này đểu nhỉ? Nó vừa ở đây ra cơ mà. Vừa ở đây ra. Dạ dạ. Nó vừa ở đây ra. À, nó bảo nó về nhà, nó mời thầy U nó đến đây. Thế mà nó lại rẽ sang nhà ông Lý. Đừng ăn cỗ làm cái gì chứ dạ. Đều thật đấy. Nhưng mà cơ mà thế này á, cơ mà là nhầm rồi ạ. Công tử vào nhà mình không phải là công tử con quan. Mà nó đích thực là cái thằng mà đứng ở bên bờ sông bên kia. Nó tí ta tí toái với cô nhà mình. Ôi trời ơi. Con nhìn bóng dáng nó đã giống rồi. Con nghi lắm rồi nhưng mà con không dám nói với ông. Nhưng mà có chắc không? Chắc là thằng ấy nó ở làng bên. Còn công tử con quan thì đang bên nhà ông Lý. Ôi trời ơi. Trời ơi. Lừa. Chết rồi con ơi là con ơi. Trời ơi bà ơi. Quan trọng là thế này cơ. Con nghe tin là công tử con quan chuẩn bị cưới con gái nhà ông Lý rồi à. Hả? Rồi. Không. Nhưng mà thằng đấy không. Rồi ôi ông ơi, không kéo rồi mất cả chì lẫn chài tại ông. Sao lại tại tôi? Tất cả mọi chuyện này tôi đều nghe theo lời bà hết chứ. Ông nghe theo lời tôi cho nên là tại ông. Ờ thì tại tôi. Tất cả là tại tôi. Ôi trời ơi. Lấy gô cổ nó về cho ông. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi, khổ thân con tôi. Thế là vì tôi mà nó ăn không ăn hỏng con tôi rồi ông ơi. Nết ơi. Dạ bố ạ. Ôi trời ơi. Bố gọi con. Ôi trời ơi, con đây rồi. Con có sao không ạ con? Dạ con không sao ạ. Dạ bố cứ bình tâm đã để con thưa chuyện với thầy bu ạ. Trời ơi bình tâm làm sao được. Chỉ khổ con thôi tại bu nó ăn không ăn hỏng con rồi con ơi. Dạ bu cứ bình tĩnh để con gọi anh vào thưa chuyện với thầy bu ạ. À? Anh Lực ơi anh vào đây. Dạ con chào ông bà. À thằng đều đây rồi. Ôi. mày bu ơi con xin bu ạ. Con xin bu ạ. Mày con xin bà. Mày ăn không ăn hỏng con bà rồi thế này thì bà bật cho mày một trận như rồi ơi ông ơi là ông ơi. Dạ con xin ông, con xin bà cho con được thưa chuyện ạ. Dạ thưa ông bà, dạ, nhà con nghèo quá mà con với Nết thì lại thương yêu nhau thật lòng. Ông bà thì cấm đoán, cực chẳng đã, chúng con mới phải nghĩ ra cái cách đấy. Con xin ông, con xin bà. Thế này giỏi nhờ. Mày nghĩ ra cách đấy thì mày cũng nghĩ ra cách mày ăn không ăn hầm con bà chưa? Dạ, bu ơi, chúng con chưa có gì ạ, chúng con chưa làm gì nhau đâu ạ. Dạ. Có thật không? Dạ thật ạ. Con vẫn giữ gìn cho em ạ. Vâng ạ. Thế lúc tối hôm qua. May quá. Vâng ạ. Lúc tối ngày hôm qua khi thầy bu bảo anh vào phòng của con thì con ở trong phòng, còn anh đi ra ngoài luôn ạ. Chúng con chưa làm gì nhau ạ. Thế lúc bấy giờ mày chưa say hả? Dạ con không say ạ. Con chỉ giả vờ
để cho ông bà tin thôi ạ. Dạ, con thưa thầy Bu. Thầy Bu đã dặn con là sống phải có tâm có đức, phải biết trước biết sau. Ông bà mình có câu ép giàu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Con cũng chỉ mong sao cuộc sống sau này con được hạnh phúc như thầy như Bu là con mừng rồi ạ. Con với anh Lực thương nhau thật lòng, con mong thầy Bu tác thành cho chúng con ạ. Con xin ông bà. Đấy, mình thấy chưa? Thấy các con nó phải đấy. Thế này nhá. Thầy thấy các con yêu thương nhau thật lòng, thầy cũng rất vui. Bà nói này, con nó nói phải đấy. Mình thấy không? Tôi với mình có thương nhau thì mới sống với nhau được đến ngần này tuổi chứ. Tôi hiểu ý thầy nó nói gì rồi. Có nghĩa là hai vợ chồng mình chuẩn bị ăn cỗ. Dạ, chúng con đội ơn thầy Bu ạ. Đội ơn ông bà.